ở trong có. Bữa nay nó đang sửa ít người ta tắm. Nó đang làm không cho người ta xuống. Tắm nhỉ? Cào vậy đó. Như bên kia. Này, cầu này rất là đẹp. Đẹp mà sạch sẽ. Cầu này cũng khá là dài. Mùa này là mùa cá blue. Cá sport. Nói chung là tháng này là tháng 8. Cuối tháng 8 đầu tháng 9 cũng đủ loại cá. Ở đây mình rất thích cái cầu này. Đây, cầu này xa xa nó có một cái nhà để mình giống như là nắng quá hoặc là mưa để mình vô đây mình trú ẩn. Xa xa nó có bắt cho mình cái ghế để mình ngồi mình câu. Ở đây nó có chỗ này nó chuẩn bị cho mình cái vợt. Nếu mà mình câu dính cá lớn á, mình dùng cái vợt này nè. Mình dùng cái vợt này mình thả xuống dưới biển. Mình kéo cá lớn lên. Còn mấy cái cầu kia nó không có. Nó không có cái vợt này. Cho nên nhiều khi dính cá lớn mình không có vợt mình bắt không dính, không được. Đó, chỗ này là mình có thể mình
ngồi đây mình nghỉ mát, nghỉ mát ăn uống đi. Khu vực này là khu vực người ta câu mấy con cá kinh. Mấy con cá thu cá lớn. Còn mình câu cá nhỏ nó không cho mình ra đây. Khu vực này mấy người Mỹ họ có cần lớn, cần dài, họ câu cá lớn. Good morning. You get any luck? Nothing so far. Oh. And we have only been here a little bit, so. Oh, okay. Hôm nay cái biển này chưa thấy ai dính cá gì hết.